lúc nào cũng vậy trơn á, miễn em lên thì mấy chị không có cho em vô nhà mấy chị em xin lên nhiều lần mấy chị không cho em lên. Làm sao? Không được hả? Gọi messenger vậy, gọi messenger. Rồi đi. Chứ giờ sao? Các chị dẫn làm sao Sắp ấy tới cái phần sao? em rồi Không. Làm chị đang làm cái clip khác rồi. thì đó 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 chị luôn đó, một chút Đúng sẽ có rồi em chìm đây. sò vô tiếp chuyện với chị luôn á. Tommy đó, Tommy nói gì vậy? Ủa sao em không có nghe? Nghe không? Mấy chị có nghe 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 ảnh nói không vậy? Nghe mà, em nghe chị, em đang nghe, sao nói đi. Em nghe rõ nè. Em không nghe. Nghe rõ mà, nói đi chị. Làm sao? Không ạ. Nó Trời ơi, sao cái wifi chị xài ké này, sao biết sợ vậy chị? Cái thua wifi wifi nhà quá em em hạnh ơi. lắm. Em xài mở 4G luôn nè. Thấy thấy em bốc Sao? giác chứ chơi sang không? Xài 4G đàng hoàng ấy. Sao nói đi sao chị? Nếu mà em không ấy thì tắt xuống cho. Tại em có Phúc Cường lên đó em. Cứ giờ dạy. Trời ơi chị ơi sao mà dạy được. Em của em đây, Dừng em cái chìm này cái sò đây. chị, Chìm nhớ chút sò vô nhà nhớ chị bắt nhỏ hỏi tí thì mà. chị trả lời chứ sao mà chị để người khác dạy vậy hả? Chị làm một chút xíu thôi nha, tôi vô có hộ cái dữ liệu bí mật đi lên á để mà họ Em đó. để tôi nói chuyện với họ quá. Thì tôi hỏi là bây giờ những cái đất nước của họ có tham nhũng hay không, đó là cái câu hỏi thứ nhất của người ta trẻ. Thì mình thấy như vậy nè, đúng là đất nước nào nó không có tham hết, Đúng. nhưng mà đối với cái đất nước của họ, cái chính phủ của họ, họ rất tôn trọng cái tiếng nói của người dân. Nếu như dân mà phát hiện ra được một cái cán bộ nào mà tham nhũng á, chỉ cần tố cáo vào đó, họ làm rất là gay gắt và họ sẽ bảo vệ cho cái người tố cáo đó, và họ làm triệt để vấn nạn tham nhũng đó. Nhưng Sao? đối với lại ở trong nước của chúng ta á, như bản thân tôi nè, tôi có rất nhiều các cái bằng chứng để tố cáo những cái hành vi tham nhũng của những cán bộ đó rồi, nhưng mà họ quay Rồi ngược đem lại ra để mà họ để đàn để bưng bít cái sự đi. thật đó. Không, bây giờ mình phải nói. Sao? Rồi nói. Nói về em Bắt đó. dừng cái này chị. Đang nói về em đó, đất nước của mình và đất nước của rồi sao? Sao em? Thì Nó nói vậy thì em theo ý em sao? Đất nước Việt Nam nó có hai nhiều rất là nhiều bằng chứng mà nó đi tố cáo những cán bộ tham nhũng thì em sao? Tại sao không đi cả kiện đi? Đất nước Việt Nam chỗ đúng nào tham nhũng người dân mình tham nhũng nào cũng vậy, nhà nước không bao giờ bưng bít. Bưng bít thì không khác nào bao che cho cái tội phạm rồi không? Bao che có cho tội cái bây tội giờ phạm càng có ngày càng tham nhũng cái càng ngày đi xuống đúng không? đúng. Bây giờ có Cứ mạng xã cho một hội tao nè, một triệu là Facebook thế nè, em nói đi. bây giờ có mạng xã hội nè, Facebook nè, nhà báo nè, đưa ra một cái coi, trời ơi, cho dù có là ông đó là có bự cỡ nào cũng phải ra đứng trước vành móng ngựa chứ, nó có dốc bằng chứng hết trơn nè, đem ra cái là bị cái gì mấy ông lấy quyền quy, mấy ông bưng bít hết, trời ơi, nghe buồn cười dễ sợ. Bây giờ một cái gì mà chỉ cần mấy ông chính quyền mà cái mớ cái nhúng nhích một chút cái là hả, tụi nó sôi từng ly từng tí, có nhiều bằng chứng gì xong đem ra mà hả trình báo cho dân ta biết chứ, chứ trời ơi. Em thấy cái quan chức là Đinh La Thăng đó không? Trịnh Xuân Thanh đó, lớn cỡ nào cũng vậy hết rồi. Không bao giờ qua mặt nhà báo báo chí hết. Sao bưng bít được? Không? Cái gì cũng vậy, đất nước Việt Nam mình nó rất là công bằng. Mà đất nước Việt Nam mình nhỏ bé mà một đảng bà con sống rất là thoải mái. Mà cứ bọn nó cứ nói là bây giờ nó rất là nhiều bằng chứng. Mà cái thằng này á, thằng này là đằng cái gì, thằng Sĩ Nguyên, mày tên là Sĩ Nguyên. Chị nhớ tên nó tên Sĩ Nguyên. Thì nói trong nước nữa biết cái sự tình gì bên hải ngoại. Cứ nghe không à. Những người ta đang sống ở hải ngoại cũng như anh Văn Lợi. Đó. Những người ta nói sự thật. Thì bọn chúng nó hăm giết hù đủ trò đủ trống. Đúng không? Rồi những cái thành phần mà tỏ nói chính là bọn nó là ai?
bọn của nó là những cái thành phần phản động chống đối nhà nước. Giả tỷ cái khu đó đi, thấy không, đang giải tỏa mà có cái một cái tên, có một cái nhà của đang chống lại chế độ Việt Nam mình, là chế độ cũ á, chế độ cũ mà thời chế độ Ngụy Sài Gòn á ha, đó có một tên nó đi, nó muốn chống lại đất nước Việt Nam, và tôi không ký, tôi không làm. Thì có phải vì cái chỗ mà giải tỏa đó là một cái khu vực gì cho cái đất nước, cho người dân mình, nó không làm thì bắt buộc nhà nước mình là phải giải thể, xong rồi giải thể bà con rồi xong đi, thì cái tiền bồi thường bà con thì người ta thường sao thì bà cũng y như vậy thôi, rồi không chịu cứ đi kiện người ta đó, là những thằng thằng đó là như vậy đó, cứ đưa ra Tại chị biết sao không, bằng chứng. cái đó gọi là dân quan đó chị, ở tỉnh mình nhóc, hễ mỗi lần mà có các ban các đoàn ban ngành ở trung ương vô nghe nói với chị rất là hay, 3 ngày sau họ mới vô đó, không là nó đến trước đó 2 ngày nó chờ là mấy ông vô bắt đầu nó chưng măng gôn lên, nó quậy đó. Mà thật ra thì nó cũng chẳng đâu xa chứ, trong số đó có những dân quan mà gọi là dân quan chuyên nghiệp luôn á chị, là chuyên gia mà hả đi là đi mình gọi là đi kiện thê giùm đó chị, lấy tiền là ở tại Đó chỗ giờ em chị ở hỏi là em, có 2 người mà những cái thành phần là đó cũng đó, được. giờ hỏi giờ mình cũng thay mặt bà con mình, giờ mình cứ lấy cái lương tâm bà con ra mình nói, thì mình cũng là người dân, thì đóng về hoàn cảnh như chị với em, gia đình mình hiện tại giờ đi, đúng không, mình đi chống đối nhà nước như vậy, mình đi theo cái chế độ cũ như vậy, mình nghe lời cái chế độ cũ như vậy, mình chống đối nhà nước vậy, mình muốn lật đổ cái chính quyền như vậy, mà trong khi những cái bà con mà đang chống lại chính quyền nhà nước mình hiện tại giờ có đang không biết có suy nghĩ là mình chống lại như vậy rồi lật đổ chính quyền nhà nước vậy, người nào mà là cái người đang cầm cái con tàu cái đất nước Việt Nam mình, đứng đầu cái đất nước Việt Nam mình đặng như được 43 năm hiện nay, cái bọn mà đang chống phá đất nước mình nó có bao giờ nó nghĩ như vậy không, và có bao giờ nghĩ ngày xưa đất nước Việt Nam mình hòa bình chiến tranh thời chiến tranh rồi đó, giờ cho là chế độ Sài Gòn cũ đó, là cái người đó, là những người đó đó là bắt đầu là cho họ gia đình đi, gia đình họ đi hết rồi, bây giờ những bà con mà đang cuộc sống ở trong đất nước Việt Nam cái thời mà sau 1975, thời đó là em chưa biết, chị sinh sau thời đó là chị sinh 77, sau 7 năm 8 năm đó thì coi những cái tình cảnh lúc đó là bà con sống như thế nào. Tới năm 90, năm 91 luôn. Thì năm 90, 91 Vậy em à. nhìn lúc đó là em đã biết rồi. Em nhỏ hơn chị 10 tuổi mà đúng không? 11 tuổi đúng không? Em nay 31 thì chị 42 rồi, em nhỏ hơn chị 11 tuổi. Năm 90, 91 thì năm nay em cũng lúc đó em cũng 90 tuổi rồi. Thì em nghĩ đi, lúc mà năm 90, 91 tới giờ. Lúc đó khổ không? Trước năm 90 đảo gì trước em biết Dạ. khổ không? Khổ cực kỳ. Đường xá, trường học, đường làng mà đi còn còn khó khăn nữa, đi lên thành phố thôi đã khó rồi. Đó 10 năm Em 91, lúc 20 năm đảo về trước thôi đó, em nhìn đi. Mà họ đâu có em nghĩ lúc lúc nào cũng vậy, chống dạ đảng nhà nước, chống phá nhà nước mình. Rồi cùng nhau nắm thì tay nhau chống đất lúc nước mình. Như vậy đó, cái người dân mình rất là sợ khổ, rồi người dân mình rất là bức xúc. Người ta gọi những cái thành phần mà dân chủ cựi này đang chống phá đất nước là gì? Họ bị thần kinh. Cái tinh thần của họ không có ổn dạ em định. ở thì em Hả em? chen vô khúc này Ừ, cái đã. vậy sao? Theo Thì em nghĩ sao? nếu nói về Theo em biết năm 11, năm năm 2000 năm chạy trước 90 thôi, đảo trước đó em 11 tuổi. Em thấy cái cuộc sống sao chị hỏi em? những năm 90 thì để em nói luôn cho mọi người dễ hiểu, nhà em lúc đó là không có nhà, gia đình hả bố mẹ anh chị em đó là điều gì là đi làm ruộng thuê, Ừ. ba thì hả đi cuốc đất mà cuốc cái dòng khoai đó chị, ở miền Tây mình thì biết cái đó, cuốc dòng khoai đó thuê một ngày lúc đó được có chừng đâu hả mà gần gần 10 đến 20.000 tiền những năm 90 đó chị. Còn mẹ của em thì làm gì, đi cấy lúa thuê, gặt Đúng rồi, lúa chị biết thuê, rồi, lặt cái khoai đó thuê. gọi là cuốc cuốc đất mà cuốc theo những dòng khoai, cuốc lên dòng á. Ừ. Dạ. Thì gần 10 đến 20.000 tiền những năm 90 đó chị. Rồi nó Còn nhảy mẹ của xuống em rồi. thì làm gì, đi cấy lúa thuê, gặt lúa thuê, lặt khoai thuê. Rồi sao em xuống rồi chùm sò đó, thì các em Thì gửi nói đi em, nói đi em, mất tiêu rồi sò, mất tiêu chùm sò, em gửi lời mời lại đi, thì các anh chị nghĩ đi,
Thì các anh các chị nghĩ đi bây giờ sao? Em thoát ra anh vô lại, nó không có cái camera rồi. Thì các anh chị nghĩ đi bây giờ đảo năm về năm 90, đảo về trước thôi. Đó. Mở cửa năm 90 tới bây giờ thôi, các anh chị đi. Đất nước mình nó mở cửa năm 90 tới giờ bà con mới có cuộc sống ổn định lại tới như ngày hôm nay. Mà cứ lúc nào cũng vậy, cứ lên chống phá nhà nước, mà chống từ đó tới bây giờ, chống 40 mấy năm rồi, chống hoài. Rồi những cái linh mục Nguyễn Hữu Nam, rồi Đinh Văn Minh hồi nãy, rồi mình nhưng đã làm liếc đó, thì các anh chị thấy sao? Thoát ra đi cưng, rồi gửi lời mời lại đó, thì các anh chị thấy đi, những cái tên đó làm sao đó, các anh chị đây nè, những Ở cái tên này. 2018 được tất cả các vấn đề được phát triển ở trên đất nước Việt Nam này. Và em thấy là à, bây giờ cộng sản gì à, Hoàng Trung Hoàng này không mời nè, là ai không biết, gửi là mời thì mình cứ cho lên thôi. Tụi mày sinh sau 1975 tư đánh tư sản, nhiều người mất nhà vì cải tạo đi kinh tế. Để chị mời cái gì đó xong rồi đi tới em. Mời rồi. Tôi sinh sau 1975 và tôi sinh 1977 ha. Tôi mời bạn gì mới gửi lời mời rồi đó. Trung Hoàng tôi mời bạn rồi. Các bạn nói như vậy, các bạn nói sao nói cho đúng. Tôi không biết, tôi là người dân, tôi sống rất là thật. Các bạn nói là ông nội tôi cộng sản đánh tư sản. Tôi hỏi các bạn nha, đánh tư sản sao ông nội tôi là chủ tịch xã đi đánh tư sản mà để cho con cho cháu đói khổ như vậy. Nhà tôi năm sau lúc đó là tôi 7 8 tuổi à. 6 tuổi là tôi đã biết, 7 tuổi tôi đã biết, tôi nhớ rồi. Nấu cơm mà để phơi mì vô chổng nó ăn, trộn ở chổng. Nhà ông nội đông con mà, thấy không? Nấu cơm bằng ba cái cây, ba cái hộp bo bo, gọi là lúa mì gì đó, bo bo. Các anh chị có ăn cái đó không? À, đó ông nội tôi đánh tư sản như các bạn nói đó, mà nhà tôi ăn ăn độn cháo bo bo, nó bằng cháo bo bo cho con cho cháu ăn. Sao đánh tư sản mà đáng lẽ người ta ăn ăn cơm ăn gạo ăn đồ ngon, tại sao ăn độn? Ở nhà nghèo nữa, ông nội tôi làm chủ tịch xã đó, ngày đó đó, trước đó nữa. Tôi không có bưng bít ai hết á, tôi nói sự thật. Các anh các chị á, gia đình có làm cách mạng không? Ông bà tôi là cách mạng đó, chủ tịch xã đó, mà làm sao để chủ tịch xã mà để cho con cho cháu trong nhà ăn đói ăn khổ như vậy? Các bạn lúc nào cũng vậy, phơi trách cộng sản, mà cộng sản là như vậy đó, cộng sản mà ông nội ngày xưa làm chủ tịch xã để cho con cho cháu đói, phải không? Đó, cộng sản làm những điều đó đó. Chị gửi mời với em rồi, chị nói cộng sản ác, rồi cộng sản đánh tư sản, rồi cướp bóc của dân, mà lại ông mình làm chủ tịch xã, mà lại gia đình ông mình làm chủ tịch xã, mà con mà cháu đi ăn lại ăn ăn bo bo đó. Là năm nước lớn đó, đó năm nước lớn đó, mình không nhớ năm nào, mình nhớ đó mình 5 tuổi 6 tuổi gì đó mà nấu cháo bo bo. Sao cái gì có làm sao nó vậy, mà năm đó là 5 6 tuổi lúc đó hả, nước ngập nhà ông nội mình, nhà, nhà sàn cao nha, mà nước ngập vô đường luôn, cái đường ở ngoài trước đó, đường đất đó, mà nó ngập vô trong sàn luôn đó đó. Thời đó đó đường ngập, đường xá ngập, mà đi tới đâu hả, đường đất như vậy rồi ha, con cháu hả, cô hai rồi con cô hai rồi cháu nội cháu ngoại ăn bằng bằng bo bo á. Nhà ông nội ngoài hè có 5 6 công ruộng trồng bo bo bắp, trồng lúa đâu có nhiều đâu đó. Đánh tư sản hả, tại sao ông nội đánh tư sản?
ngày đó đất của ông nội mình, đất của ông nội mình 20 gì, ông nội mình làm tập đoàn thì ông nội mình đó tự đi khai phá đúng không? Sau này rồi đất đó hả chia ra, chia lại những cho cậu bà con không có đất, đất ở trong nhà của ông nội mình chủ tịch xã còn lấy đất của ông, của nội ông nội mình đó rồi chia lại cho bà con hàng xóm lại nữa, mỗi người vậy được 2 công 3 công vậy thôi, một một hộ khẩu vậy là giá tỷ 10 người 5 người thì có được có 15 công thôi, 5 người mỗi người 2 công, 5 người 10 người thì được có 5 người được có 10 công thôi. Gia đình mình được 25 công đi thì mình gia đình mình được 5 hộ, 5 nhân khẩu thì được 10 công. Còn bao nhiêu trả lại cho nhà nước mới mới cấp lại cho người dân. Ngày đó là đất là tự là tự ai khai phá làm không à. Đó, nhưng rốt cuộc gia đình mình có đi kiện đi thưa ai không? Gia đình mình là cộng sản nè, ông bà mình là cộng sản nè, thấy không? Ông nội mình là chủ tịch xã nè, mà tại sao gia đình mình không đi kiện nhà nước, không đi kiện cộng sản, không đi kiện Việt Cộng đi? Cái đó là gọi là gì không? Nhường cơm xẻ áo cho bà con thời sau hòa bình chiến tranh. Tôi nói cho các ông các bà, tôi xin thưa các ông các bà, thấy không? Thời chiến tranh qua rồi rất là khổ sở, thấy không? Hằng ngày đó ông nội làm tập đoàn đi vô khai phá tập đoàn 27 ở trên xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang á đó. Đó, tôi nói cho, có phải là đó ngày đó là làm tập đoàn không? Ngày đó làm tập đoàn không à? Ông nội mình làm chủ tập đoàn 27 là ông nội mình làm chủ tập đoàn biết bao nhiêu lúa, bao nhiêu đất không? Mà nhà ông nội nhiêu? 9 người con. Thì chia đều cho 9 người con, hai vợ chồng ông nội bà nội có phải 11 người không? Là được 22 công không? Thì làm 50 công còn bao nhiêu trả là cho nhà nước, đưa chia chia lại cho nhà nước, gửi lại cho nhà nước. Rồi nhà nước muốn chia cho bà con, như đó là gọi là nhường cơm xẻ áo thời hòa bình sau chiến tranh đó. Đó. Thì ngày xưa người giàu quá giàu, người nghèo quá nghèo, đúng không? Thì mình nhường qua nhường lại để cho cái cuộc sống bà con mình còn có đầy đủ, để mỗi người cũng cũng có cơm ăn, cũng đều với nhau như vậy. Đó. Gia đình mình có đi kiện ai không? Cái đó là gọi là nhường cơm xẻ áo. Còn các bạn nghĩ sao? Những cái thời mà trước trước cái thời mà ông nội mình đi coi những cái bộ phim mà những ông chủ, ông cả đó ha, hội đồng rồi đó ha, tàn nhẫn ác ôn, nghe không? Nguyên một cánh đồng gì đó, mấy trăm công ruộng, phải không? Tự khai rồi tự có tiền gửi đầu, ỷ có tiền rồi cho dây, nghe không? Cho dây rồi mua ba cái đất, mua ghẻ, mua mắt rồi ép dân, phải không? Rồi thành tịch thu ỷ gia đình mình là công chức nhà nước rồi, thời của mà Ngụy Vương Ngụy Quyền của mấy ông đó, của ông Ngô Đình Diệm rồi đó, ỷ có tiếng nói chức quyền gọi là ăn hiếp hà hiếp dân, rồi cướp đất của dân rồi làm thành của mình đó. Sau này lấy lại trả lại cho người dân, cái nói là cộng sản ác vậy chứ ông nội mình cũng là cộng sản mà sao trả lại đất cho nhà nước, rồi nhà nước phân phát đó. Sao nhà mình không đi kiện, không đi thưa ai hết vậy hả? Điển hình cho nhà gia đình tôi nè, phải không? Gọi là gì, mình nhường cơm xẻ áo trong thời chiến tranh qua rồi mình nhường lại cho bà con chưa có. Còn chẳng những tôi nói cho bà con biết, gần nhà tôi hiện tại bây giờ mỗi một người dân vậy đó ha, là đất ông rất là nhiều. Ông cho mỗi nhà vậy 5 công 5 công, mỗi hộ 5 công 5 công tiền luôn á, cho các bác biết. Buông ra các bác cứ ỷ các bác được bao nhiêu tiền mà cứ là cướp cướp cái gì, sống mà biết cho bản thân mình thôi chứ không biết sống cho người dân. Để sống theo mà thời Việt Nam Cộng Hòa đó ha, ha. Người nào giàu giàu bỏ mẹ, còn mà người nào nghèo ha, nghèo cho chết luôn, ha. Bởi vì thời mà Việt Nam mà Cộng Hòa mà cầm quyền ha, cầm quyền cái đất nước Việt Nam mình ha, người dân khổ thê thảm luôn, nghe không? Thằng nào á, làm được chức trách nhà nước của thời Việt Nam Cộng Hòa, chế độ Ngụy Sài Gòn ha, chế độ Ngụy Sài Gòn ngày xưa, chế độ Ngụy Sài Gòn đó ha, đó ỷ mình là có công chức rồi sao, hà hiếp dân rồi sao nữa, thằng nào á, ăn được hố lậu thì giàu chết mẹ luôn, còn người dân thì khổ chết mẹ luôn đó. Ỷ tôi là công chức nhà nước của chế độ Ngụy Sài Gòn thì các ông các bà các cha các mẹ làm cha làm mẹ má, rồi chẳng những muốn cướp đất của người ta, các ông các bà làm gì cho người ta là Việt Cộng, đúng không? Đó lỡ bắn người ta xưa đó không, ngày xưa các ông các bà không vô được, em thoát ra đi rồi vô lại được, đúng không nè ha.
thời các ông các bà chế độ Ngụy Sài Gòn á, ha, tôi nói cho biết nè, có tự do không? Tôi hỏi nè, ai ở đây lên đây tôi trả lời nè. Hoàng Nguyễn, tôi mời bạn lên, bạn có camera tôi mời bạn rồi, bạn nói không, ông nội mày cũng giật đắc của ai, giật đắc của ai, bạn lên đây bạn nói chuyện với tôi là người dân, tôi ít học, tôi nói chuyện với các bạn, tôi hỏi các bạn. Nha, rồi sao các bạn nghĩ đi, thời chế độ Ngụy Sài Gòn có tự do không, tôi hỏi các bạn lên đây nói chuyện với tôi. Do Hoàng Nguyễn, tôi mời bạn rồi đó, thời chế độ Ngụy Sài Gòn có tự do không, tôi hỏi các bạn trả lời đi. Ai làm không phải là các bạn cho là Việt Cộng, các bạn là mấy ông chế độ Ngụy Sài Gòn đi bắn người ta, giết người ta, như vậy có tự do không hả, có độc lập không? Vì chỗ đó Bác Hồ thấy ở trong miền Nam mình bị hà hiếp, bị áp bức, vì chỗ đó Bác Hồ vô giải phóng miền Nam cho bà con có cuộc sống tự do, mà các bạn cứ lên trên mạng xã hội này, các bạn hiện nay giờ ba các bạn nói là Bác Hồ vô miền Nam cướp cả cây cái lồng đèn cũng đem cướp đi, chính cô thì Dương nói, chính em thì Dương nói, tôi hỏi các bạn, Bác Hồ chết Bác Hồ xách theo được cái gì, tôi hỏi các bạn trả lời đi. Dương Anh này nè, tôi mời bạn luôn, các bạn, tôi mời các bạn lên đây trả lời cho tôi. Bác Hồ vô giải phóng miền Nam cho bà con có cái tự quyền tự do, mà thời chế độ Ngụy Sài Gòn đang áp bức bà con thời đó, thì các bạn cho là Bắc Kỳ vô cướp miền Nam. Tôi hỏi các bạn nói là những người Bắc Kỳ vô cướp miền Nam, tại sao ông Nguyễn Tấn Dũng, ông làm chủ tịch nước, sao ông đi cướp miền Bắc lại đi hả? Ông không đi cướp miền Bắc đi, và ông đứng lên ông cướp cả cái đất nước Việt Nam này đi, ông làm chủ cái đất nước mà, sao ông không cướp đi? Tôi hỏi các bạn đó. Các bạn nói thì các bạn phải nhớ chứ ha, cứ nói đại nó càng nói, các bạn á, bên bên mà chống cộng các bạn cứ lên nói là nói đại nó càng nói thí, nói đại nói mà kiểu mà nói dạng mà tức lên rồi nói đại nó càng nói hả, nói nó bán sống bán chết, nói mà hả, mà cái kiểu mà nói cho lợi gan, chuyện có nó không, chuyện không nó có, bịa đặt đó. Tôi hỏi các bạn. Ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đó, ổng là người miền Nam đó, người miền Tây An Giang luôn đó, sao ổng đi ra ngoài miền Bắc ổng làm chủ tịch đó, thấy không, thủ tướng của đất nước Việt Nam mình đó, sao ổng không cướp cái miền Bắc lại đi, mà sao các bạn nói là Bác Hồ vô giải phóng miền Nam mà cướp miền Nam? Các bạn thấy ông cướp miền Nam ông làm cái gì? Ông đi cướp miền Nam, hiện nay giờ người dân Việt Nam mình đang 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 sống làm sao mà cướp miền Nam hả? Tại sao tôi sống trên đất nước miền Nam, tôi sống trên đất nước miền Tây, đúng không, tôi là cái người dân miền Tây, nhà tôi đây, đất tôi đây, không, gia đình tôi không làm việc, tôi là người bán tôm bán cá, mà tại sao mà tôi lên tôi phản đối các bạn? Thì các bạn ghét tôi, rồi các bạn đủ trò, các bạn sỉ vả, các bạn sỉ nhục, rồi các bạn làm đủ trò là giết tôi, rồi cho giang hồ, rồi kiếm người giết tôi, rồi muốn làm gì các bạn làm gì? Vì các bạn nói là yêu đất nước, các bạn nói lúc nào các bạn nói là thượng tôn pháp lực đó hả? Các bạn làm các bạn có thượng tôn pháp lực không hả? Chính các bạn nói người ta, các bạn nói sai sự thật, các bạn nó bán sống bán chết như vậy, mà khi mà người ta lên nói sự thật lại á, thì các bạn làm đủ trò, giết người ta bịt miệng hả? Các bạn làm theo cái chế độ Ngụy Sài Gòn hả, chế độ cũ Ngụy Sài Gòn đúng không, đúng không, các bạn làm y cái thằng chế độ cũ Ngụy Sài Gòn đúng không, ai làm không phải là nó bắn đúng không,
Rồi ai lên đây nói không phải, ai lên đây mà nói sự thật lại là bắt đầu các bạn giết người ta đúng không? Vậy cái quyền, cái đó là cái quyền tự do của bạn, các bạn ở đâu? Hả? Đang sống trên đất nước tự do nè. Rồi các bạn làm tự do đó, tự do ở đâu? Hả?